đi đâu để mua sắm quà lưu niệm khi ở London? Ở London thì vẻ Hải thích nhất là mua sắm quà lưu niệm ở tiệm Fornum & Mason. Tiệm bán đầy đủ các loại bánh kẹo, các loại chén đĩa sang trọng, các loại quần áo, mỹ phẩm của cả nam và nữ. Tiệm có đến 4 tầng cho nên du khách tha hồ mà chọn những món quà lưu niệm mà mình thích. Khi đến đây thì việc Hải thích nhất là mua các loại bánh ngọt này, các loại bánh cookie cũng như các loại trà có trong tiệm để làm quà lưu niệm.